Những cánh đồng cải dầu rực vàng như thế này có vô vàn trên cao nguyên Thanh Tạng. Ở Thanh Hải, cải dầu được trồng bạt ngàn giữa thảo nguyên, sườn đồi, xen lẫn với đồng cỏ và ruộng tiểu mạch. Lá cải dầu có mùi giống cải thường. Chúng được trồng trên thung lũng gian đoạn sông áp sát với con đường thuộc địa phận của địa khu Lệ Giang. Khu vực này đã rất gần trấn Cổ Thạch, nơi Kim Sa đột ngột chuyển hướng từ Nam sang Bắc, tạo nên hình chữ V mà đáy của nó được gọi là Trường Giang Đệ Nhất Vịnh. Chúng tôi tiếp tục tiến về Thạch Cổ Trấn, tức điểm cực nam của Trường Giang, một thị trấn của địa khu Lệ Giang, cách đầu nguồn của sông Dạng Tị, chi lưu lớn nhất của Lan Thương tại Vân Nam, chỉ 30 cây số. Chất phương Nam ngày càng bộc lộ rõ nét, từ khí hậu ấm áp đến những cánh đồng rộng lớn và những đàn gia súc giống như ở Việt Nam. Vùng này có độ cao 2.500 mét so với mặt nước biển. Đã tới ngoại vi Thạch Cổ Trấn, bên bờ Trường Giang Đệ Nhất Vịnh, nơi chứng kiến nhiều cuộc hành quân lớn trong lịch sử chiến tranh cổ đại, trong đó có các cuộc thảo phạt Nam Man của Khổng Minh Gia Cát Lượng và cuộc tập hậu táo bạo vào quân Nam Tống của tướng Nguyên Mông Hốt Tất Liệt. Nét gợi cảm nơi đây, ngoài vẻ đẹp nên thơ của một bến sông buồn, thì quá khứ binh lửa của nó khiến ta nghĩ tới cảnh hiu quạnh chiến trường xưa mà Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm đã từng miêu tả. Non kỳ quạnh cõi trăng treo, bến phì gió thổi điều hiu mấy gò. Riêng trong lịch sử các cuộc chiến tranh hiện đại, nguyên soái Hạ Long đã từng đưa phương diện quân số 2 của ông qua đây trong cuộc hành quân Vạn Lý Trường Chinh. Bức tượng tình quân dân này là kỷ niệm bất tử về cuộc hành quân vĩ đại đó. Về hành vi thay đổi hướng chảy kỳ lạ của Trường Giang, người xưa có câu thơ vịnh như sau: Giang lưu đáo thử thành nghịch chuyển, buông nhập trung nguyên tráng đại quan. Có nghĩa là dòng chảy tới đây thì đổi dòng, đổ vào trung nguyên thành quan cảnh tráng lệ. Lệ Giang là một trong những nơi đẹp nhất của tỉnh Vân Nam, rất hiếm nơi nào có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng như ở chốn này. Nước tuyết quanh năm từ Ngọc Long chảy về Lệ Giang đã làm cho thành phố lúc nào cũng long lanh tráng lệ. Lệ Giang là cội nguồn của sông Dạng Tị, chi lưu quan trọng nhất của Lan Thương trên đất Vân Nam. Thủ phủ là một đô thành cổ kính của một bộ tộc lâu đời nép mình bên sườn núi tuyết, nơi phát tích của một nền văn hóa cổ huy hoàng. Lệ Giang hiện là một địa khu gồm 4 huyện, trong đó có huyện tự trị dân tộc Nạp Tây Lệ Giang, nằm ở vòng cung Trường Giang Đệ Nhất Vịnh. Đây là địa bàn cư trú của người Nạp Tây, chủ nhân của nền văn hóa Đông Ba lừng lẫy. Văn tự của họ là một loại chữ tượng hình được phát triển cao cùng với văn học và nghệ thuật. Xa xưa, đầu lĩnh của dân tộc Nạp Tây vì quy phục nhà Minh nên được ban cho họ mộc. Tới thời Ung Chính Triều Thanh đã truyền được 22 đời. Trước đó, từ thời Chiến Quốc rồi Tần, Hán, Lệ Giang đã là điểm xung yếu của con đường tơ lụa và mã trà cổ đạo ở phía Tây Nam. Cổ thành Lệ Giang là thành cổ đầu tiên được đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc, được xây dựng bắt đầu từ cuối Tống đầu Nguyên với tứ phương nhai, tức đường bốn phương làm trung tâm. Tuy nhiên, còn lại tới nay chủ yếu là các kiểu nhà kiến trúc theo phong cách Minh, Thanh.
Các nhà xây dựng biết khai thác triệt để lợi thế phong cảnh thiên nhiên, đặc biệt là các dòng suối trong vắt uốn lượn dọc ngang thành phố, bắt nguồn từ một dòng sông chảy từ sườn núi Ngọc Long có tên là Ngọc Tuyền, tức suối Ngọc. Các dòng suối Ngọc cùng với hàng trăm chiếc cầu duyên dáng đã làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Lệ Giang là thành cổ duy nhất ở Trung Quốc không có tường thành bao quanh. Sự khác biệt độc đáo này bắt nguồn từ việc vị thổ ti ở đây mang họ Mộc. Nếu xây thành bốn phía sẽ thành bộ khuôn trong chữ Hán. Chữ Mộc nằm trong bộ khuôn sẽ thành chữ Khốn, là điều tối kỵ trong việc phòng thủ. Đây là chữ Mộc, đây là bộ khuôn. Chữ Mộc nằm trong bộ khuôn tạo thành chữ Khốn. Một chi tiết hết sức thú vị về loại văn tự tượng hình thường có trong đời sống xã hội Trung Hoa. Người Nạp Tây đã chọn được chốn định cư tuyệt vời, rất xứng với nền văn hóa Đông Ba rực rỡ của mình. Họ theo tín ngưỡng Đông Ba giáo, nhưng còn theo cả đạo Phật. Các điểm du lịch ở Lệ Giang phân bố trong một không gian hẹp, chỉ cách nhau trên 10 cây số, nhưng lại chênh lệch về độ cao khá lớn, từ 2.500 mét, 3.200 mét đến trên 4.000 mét, nên khí hậu cũng khác nhau, với nhiều đới thực vật phong phú. Đó là những yếu tố rất quyến rũ du khách bên cạnh nền văn hóa đặc sắc. Khách du lịch khá đông, mặc dù nơi đây rất hẻo lánh. Lệ Giang nổi tiếng không chỉ vì có thành cổ, mà còn vì có hàng loạt thắng cảnh siêu hạng dưới chân và trên sườn núi tuyết. Ngoài người Nạp Tây, ở Lệ Giang còn có 21 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, nhưng nền văn hóa Đông Ba vẫn là chủ thể. Lệ Giang hiện là tên của địa khu, của huyện và của cả thành cổ. Tuy nhiên, đô thị huyện này còn một tên nữa là Đại Nguyên Trấn. Văn tự tượng hình sống cùng với các tác phẩm kinh điển, hội họa, âm nhạc, vũ đạo đã phát triển suốt 1.000 năm cho tới hôm nay. Ngoài việc đi chung với người hướng dẫn, hãy để vài giờ thơ thẩn một mình. Khi đó, như một cánh chim lạ cô đơn, cảm xúc lữ khách đường chiều trào dâng mạnh mẽ sẽ giúp cho cảm giác và tư duy của bạn thêm sức thẩm thấu, phát hiện ra nhiều điều trầm ẩn đằng sau những thế kỷ, những dáng vẻ huy hoàng của phố phường cổ kính. Bởi đó chính là bản lĩnh, là tài năng, là khát vọng và cũng là số phận của dân tộc này. Có nhiều họa sĩ với giá vẻ như thế này ở mọi nơi, thật khó thờ ơ với vẻ đẹp kiều diễm vô cùng của cảnh vật. Cổ thành lên đèn là một thế giới khác, tất cả đều rực rỡ hẳn lên, lòng người cũng vậy. Cảnh vật mơ màng huyền ảo như chốn cung đình khiến người ta quên rằng mình đang dạo chơi nơi rừng sâu núi thẳm, cách Côn Minh tới gần 600 cây số. Trên đường tìm kiếm Mê Công, chúng tôi đã đi qua biết bao thị thành tráng lệ, nhưng cái đêm lung linh kỳ diệu như thế này chỉ có ở Lệ Giang. Những ngôi nhà cổ lộng lẫy soi mình bên dòng suối chỉ thấy ở đây. Dòng nước linh thiêng từ trong núi tuyết chảy về, nâng niu ước mơ bồng bềnh của con người trên những đóa hoa đăng mong manh khuất dần trong đêm tối, là kỷ niệm đẹp nhất về thành cổ Lệ Giang trên đường tìm kiếm Mê Công, dòng sông huyền bí. Chúng tôi chuẩn bị rời Lệ Giang
nơi phát nguyên của sông Vạn Tỵ, chi nhánh quan trọng nhất của Lan Thương tại Vân Nam, có Ngọc Long Tuyết Sơn cao 5.600 m, có chiều dài Dương Tử lớn nhất Vân Nam, có Tây Lương Nữ Quốc, tức Vương quốc đàn bà duy nhất của Trung Quốc. Mục tiêu trước mắt trên con đường thiên lý tìm kiếm Lan Thương là Châu Đại Lý, nằm ngay ở phía nam Lệ Giang. Đây cũng là miền đất nổi tiếng, có nền văn hóa cổ rực rỡ, một quá khứ huy hoàng trong lịch sử, có cảnh quan thiên nhiên tráng lệ để dòng Lan Thương hùng vĩ chảy qua. Quốc lộ 214 nối Tây Tạng với Vân Nam chạy qua Trung Điện Lệ Giang, về Đại Lý cứ thấp dần. Lãng Lạp Sơn 4.572 m, Bạch Mang Tuyết Sơn 4.218 m, Trung Điện 3.200 m, Lệ Giang 2.500 m, và sắp tới là Đại Lý chỉ 2.000 m. Con đường có thể lúc lên lúc xuống theo địa hình thế núi, nhưng dòng sông chắc chắn chỉ một chiều. Nói chung, độ chênh lệch mặt nước Lan Thương giữa hai đoạn thượng hạ liền nhau không lớn, nhưng chênh lệch độ cao bờ sông giữa các đoạn có thể rất lớn. Càng đi về phía nam, khí hậu càng ấm áp, núi tuyết cứ thưa dần rồi mất hẳn. Chúng tôi dừng lại ven đường đoạn giữa Lệ Giang và Đại Lý, thăm một cánh đồng đang có đông người lao động ngay cạnh ngôi làng họ sinh sống ở vùng ngoại ô trấn Hà Khánh, cách thành phố Đại Lý khoảng 140 cây số. Thôn này có cả người Bạch và người Hán, nằm trong địa phận Châu Tự Trị Đại Lý. Lúc này là 30 tháng 3 dương lịch, vừa qua tiết xuân phân. Nơi đây cao khoảng 2.200 m, khí trời mát dịu, rất hợp với việc trồng cây lương thực và hoa màu. Người dân đang gieo lúa, nguồn thực phẩm chủ yếu của địa phương. Nông dân Trung Quốc vốn rất giỏi thâm canh, đó là tập quán lâu đời ở những nơi đông dân ít ruộng. Họ đầu tư rất nhiều công sức vào một đơn vị diện tích để nâng cao năng suất, rồi luân vụ liên tục nhằm tăng sản lượng và thu nhập, giải quyết việc làm cho số đông người lao động. Với cách làm như vậy, số của cải do một hecta đất đem lại nhiều khi gấp tới 4-5 lần so với chế độ quản canh ở những vùng nhiều đất canh tác. Xem ra nền văn minh nông nghiệp của Trung Quốc phát triển rất sớm, kinh nghiệm được phổ biến khắp nơi. Ngay cả cái xứ hẻo lánh này của người Bạch, nông dân cũng rất thiện nghệ. Nền kinh tế thị trường cộng với kinh nghiệm cổ truyền phong phú đã làm cho nông nghiệp Trung Quốc đạt được những thành tựu chưa từng có trong lịch sử, là nuôi sống 1.200.000.000 người một cách sung túc. Đây là trấn Hạc Khánh. Đoạn đường này có từ lâu, song song với nó hiện có một xa lộ mới rộng khoảng gấp 3 con đường cũ này. Đã vào tới địa phận Thương Sơn Dĩ Hải. Nhánh ở Vĩnh Bình Giang, tiếng nhiều dùng cái trang Vĩnh Bình Giang đến đây. Nó tắt cái đường 320 thì cũng là cái lúc mà nó tắt con sông Giang Tỵ. Vấn đề là thế này này, liệu đường cao tốc nó có cho dừng hay không? Nhưng mà nếu nó dừng được thì phải dừng. Khả năng thứ hai là lúc về thì không đi theo con đường xanh xanh là cao tốc nữa. Mà đi theo cái con đường 320 là con đường nhỏ này. Và đi qua sông Dạng Tịnh. Đây, tức là lúc đi sợ là cao tốc không dừng ấy. Các hướng dẫn viên người Hán cũng không tạo đường, nên những cuộc luận bàn trên bản đồ thường xuyên diễn ra trên khắp lộ trình. Trong khi chờ chủ quán nấu bữa ăn trưa, chúng tôi tranh thủ thăm một xóm nhỏ ven đường. Những thôn xóm